Bác ơi, giờ này vợ em với vợ bác gần về rồi. Em có một trò này chơi nhanh, tiện, một phát luôn. Chơi cái gì mà một phát luôn? Đầu đít. Đầu đít là cái gì? Đầu đít đi. Bác cho em mượn một tờ tiền, em dạy bác. Để cho mượn đi đấy nhá. Vâng. Mượn đấy. Đây, tờ nào cũng được. Đây. Đấy, đây là dãy số của tờ tiền. Bác nhìn thấy chưa? Rồi. Em gọi, đầu to, ăn. Bác đầu to hơn em thì bác ăn. Em đầu to hơn bác thì em ăn. Đấy, em gọi đít to ăn. Đít bác to hơn em thì bác ăn. Đít em to hơn bác thì em ăn. Đấy, bác hiểu chưa? Rồi. Bác ra bóng là em được quyền gọi đấy. Rồi, tôi ra bạn. Em chuẩn bị gọi này. Đấy, bác đừng đọc số trước chứ. Đọc đâu? Tôi đang soạn tiền đấy chứ. Em đọc này. Chưa. Chưa? Đầu đít. Đít bổ làm đôi. Đầu đít bổ làm đôi. Rồi. Em lấy tờ bên phải. Tờ bên phải. Sao bác cứ múa loạn lên đấy. Đấy, cái tờ này. Uống nước. Tám nước. Đây, kiểm tra đi, thấy chưa, rõ chưa? Thôi nhớ về. Bác phải để cho em gỡ chứ. Ok.